Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả nào mọi người. Ngày hôm nay thì Khả sẽ anh em mình dùm cho anh giúp đỡ mối vô bao này mọi người. Phụ ổng vài hạt anh mình cho vui nha. Ngày hôm nay Khả sẽ anh hay ạ và sẽ làm video cho anh em xem. Trước anh thì Khả sẽ lên hồ sơn cánh kỹ trường. Đứng đó không gió rồi anh luôn nè mọi người. Anh hay ạ khoảng tầm 10 phút cho lẹ nè mọi người. Rồi, thường. Hồ sơn cánh kỹ trường. Anh này nghe mùi của ổng rồi. Thấy yên. Rồi, ok. Cho anh Chính nó lên đứng chỗ này rồi giao dịch đồ vào luôn cho anh nhanh nhanh nè. Cho giao dịch đồ vào luôn. Đấy. Chuẩn bị cái này là Evan tiền sâu nha nè. Này là Evan sâu nha mọi người. Horse huân chương sao vàng nè. Rồi, ok. Nốt. Rồi, có gì đây. Pháo này là gọi là lá cờ chiến thắng này. Đứng này đợi tới nó giao dịch nó dịch độ à, cái này anh hơn được hiền tinh này nổi nha nam. Rương đồ xấu đi thương rương xấu dòng nữa nha nam. Kỳ phong này quên lộn một cái đền bài boss này một con một đền bài cái hộp này này hộp này tới đang chữ ra phi phong này hơn ra phi phong này à, quá tử này thiên sơn quá tử cánh này. Đó, mình bắn nha nè, đầy đủ mình bắn nha. Hai lần bài boss nè, tiền thổ lộ nè. Tiền thổ lộ nè. Tinh hồng có thật nè. Anh này chủ yếu kiếm thị tinh nè, hiện tinh nè em à. Thị tinh nè, hai viên thị tinh, hai viên tinh hồng nè. Đó, một viên tinh, ui hiện tinh một, trời ơi nhỏ thiệt sự. Túi đồ phổ, trời, đồ phổ làm gì, ba viên thị tinh. Đồ, à, cho ra thị tinh một nè em à. À, ra thị tinh ba là về bờ nè em à. Tên ba hiện tại server đang đánh giá. Ôi hai dân cũng ghê chứ. Hiện tại server đang có giá khoảng 1,5 kg đến 2 kg một cái này mày. Hai lần mới bớt 3 dân tinh hồng. Lên bài boss này. Cũng ngon hai. Một rương tím ok. Thế là khui hết này mà. Mở gì khui hết. Năm gần 500 cái à. Một mảnh này, mảnh này được 400 xu này. Nhưng mà boss ok á, có khá nhiều đồ này mà. Người chỉ ngoài chính cho anh em xem, tổng tiền từ từ cho anh em xem luôn. Tiền thì tinh này. Ok, ui, thêm rừng, ủa, phải thêm rừng tím không? À, hai rừng tím ngon à. Mảnh thật ăn này, ngon à. Nhìn thì tinh, ui, lần này mới thấy đồ ngon nha anh em ơi. Wow, tầm này anh 7 kim mà coi lời lỗ đây. Người khá là ngon luôn á. Có thì tinh, hiền tinh không? Chưa có hiền tinh 3 nào anh em à. Chưa có hiền tinh 3 nào, đó, ok, giao dịch cho anh em xem này. Chú với tên ba luôn úp cho giúp đỡ gần 2 cấp rồi à, lên bài boss này hiện tại lên bài boss là à, hiện tại Khả đang mua là 70 xu một con hiện đang có tính nha 70 xu là 5 con là 3,5 nè 3,5 nè anh ấy ý từ tính hết chứ chưa hết mà 5 con 3,5 nè sao nó bỏ qua ui lát à vãi rồi 5 con 3,5 nè rồi cộng này thì tinh này thì tinh tầm này là 350 một viên anh em ơi 1,2,3,4 à, hai này bán cá tư 4 viên cá tư nữa nè cá bảy nè cá bảy à gì nữa nè cá bảy cộng 350 nữa 2,100 nè rừng tím này hiện tại tính là mỏ luôn tinh hồng 50 xu một viên 3,5 viên nè 1,5 là 2,5 là 2,200 rồi hai mấy cái thạch anh này 400 xu nha nè hai cái thạch anh tức là Khải mở luôn nha Khải không bán nha Khải mở nè mày hai cái nữa là 800 xu nữa nè là ba kim nè viên thị tinh nữa nè 350 nữa nè ba kim tư rồi tiền thổ lộ mấy cái này 5 xu rồi 5 xu hơi ít rồi 5 xu là 4 bình là 20 xu nè và cộng hai đường tiến này hiện tại server thì hơn xu nè mày mở ra đầu tiến thì cứ vài kim trở lên đó còn cái này 400 xu nè mảnh 124 xu này bộ A kim 8 rồi tinh 1 không có giá đâu mà mấy hộp tí mở cho anh em xem tinh 1 không có giá mở tinh thổ lộ 1 2 3 4 6 6 là 30 xu nữa đã tinh thổ lộ lẻ Evan này rẻ lắm anh em ơi 3850 cuốn này 100 xu 100 xu 3900 rồi chiếc thu cũng được 7 kia mấy đâu lỗ đâu Nam thu cũng được 7 kim á hiện tinh này 50 xu 2 viên 100 xu nè 4 kim nè rồi 4 kim
Ok, khó ngay hả? Cụ tiếp. Anh em đang theo dõi đừng quên đó là khám lại chia sẻ ủng hộ cho nó ơi. Khó ngay cụ tiếp nha Nam. Hiện tại giờ đã thu được 4 kim rồi. Ok. Hai rương này tiếp là mở tiếp tính sâu nè mà. Ui. Như nữa không? Độ hiện tinh 3 rồi coi. Hiện tinh. Trời, hiện tinh 2. Trời ơi. Ngồi dữ ơi. Làm hiện tinh 3 rồi căng dữ ơi. Hiện 3 ơi. Hiện tinh 3 gửi vốn ơi. Hiện tinh 3 kim rưỡi nữa. Độ tinh hồng thật. Đồ, là 3 như hiện tinh 1, tinh 2 nữa mà. Nói đoạn nữa. Tinh 3 đâu. Hối. Trời ơi, lại 1 nữa. Đâu, đen, số mình đen dữ người ta. Một em ơi, ba rừng tím. Ok. Rồi, ba tím này có tiền á. Nhìn qua cho anh em xem. Đã thu được 4 kim rồi, mở hết luôn anh em ơi, tính tiền luôn lần nha. Tiền nó lộ bỏ qua nè. Năm bệnh. Mấy bệnh phục viên này đâu, đi tràn thì chả làm gì. Quốc tử phục viên. Mấy bỏ qua. Ừ, hiện tại cái anh Vinh này cho anh tiếp tục cái thứ hai nữa mà. Hai như tinh hồng này cho anh châm xù nè. Như tinh hồng châm xù thiết là hai lắm. Đồ tinh 1, 2, 0. Ra, ra 3 là về bờ rồi. Ra 3 là về bờ rồi. Rồi. Nhiều đây, tốn gọn nhiều đây khoảng tầm 300 xu nữa nè mà. 4.300. Nhiều đây cho 300 xu rồi. Một viên tinh 2 là khoảng 250 rồi. Một viên tinh 1, 300 còn lại mấy quỳnh tiền thổ lộ vài chục xu nữa mà. Rồi, anh ta cánh quá này. Chập rương quá, chập rương quá. Rồi, khu cái cuối cùng này. Ui. Một cục đang trung su. Ok này. Ui. Hóng bình thật đập. Càng khôn. Ngựa, xem. Ui. Một phi phong. Ui, phong khác cả 10. Mà mẹ. Chán nản cuộc đời. Chán nản cuộc đời như vậy. Một con ngựa. Ba đầu tiếp nè ơi. Ok, là phải dọn cái rừng cái. Ok nè em ơi. Giờ chúng ta sẽ bỏ qua con 50 tính tiền tiếp cho anh em xem nha. Rồi thu được là 4 kim 3. Cái này là 300 xu nè, cần không 30 xu nè. Cộng nè. Thế giới bỏ nè. Bút đại bỏ nè, bút đại tầm này cũng được 300 xu rồi. Rồi, 4.900. Con này được 500 xu nè mà. 500 triệu được 500 xu nè. 5.400, cái này đỡ dành ít hôm ăn nè mà. 5.400. Rồi 3 đường tím là đỡ chuyển qua ngày 10 mở tính tiền luôn. Rồi. Sĩ pháo, pháo này hai cái này đựng 100 xu. 200 xu với 200 xu. 5.600. Đại lực cái này đã được nó hoàn chỉnh. 5.600 cá nhân. Cá nhân là được khoảng 200 xu nữa mà. 5.800. Đây đã lại này, đã lại này. Thôi nó bỏ qua. Rồi, rồi sang bên này tiếp tục cái khác nha. Phi tóc này. Rồi, hiện tại thu được 5.800 nè mọi người. Đỡ Khải mở rừng tím cho anh em xem thử mở ra gì nha. Giờ Khải chuyển qua tắt ngày 10 mở rừng tím cho anh em xem luôn. Từ từ đỡ gồm lần mở luôn nè mọi người. Gồm lần này. Mở. Rồi. Cái này là đồ phố. Đồ phố quốc rồi. Phố này vậy. Hiệp cốt quý kết vậy đâu. Rồi. Rồi. 3 rừng tím. Rừng tím bỏ người ở đâu đâu ngay. Rồi. Rồi là cái cánh 5.800 đúng không? Bàn tiếng bảo quang quanh nè. Phi phong này vừa rồi cũng được 200 xu nè mọi. 200 xu thu được 6 kim á. Rồi tổng thể là bỏ 7 kim thu được 6 kim nè. Còn lời được 3 rừng tím nè. Chúng một lời được 3 rừng tím nè mọi. Tí nữa lời thì Khải sẽ tính qua cái video sau đánh cho anh em khui cho anh em xem nha. Rồi. Để em khui cái hộp. Đó đây cái hộp đây em đã mở chứ. Đây thừa được ít chữ cho 9 cánh lá kinh nghiệm nè. Ảc phụ này không cần nữa. Này ảc dùm này không cần đâu. Hai cánh lá kinh nghiệm rồi. Được rồi, hình hình ra vi phong nè. Cái này ăn chữ này hình hình ra vi phong á. Một hạt 20 chữ. Đó, một rương nè. Đồ phố, rương đồ phố là cái gì què vậy đây. Mở. Cái gì vậy? Áo đừng quốc. Áo đừng quốc này mà. Rồi, chữ lỡ full nè. Cho xe nè, tiếp tục nè. Đại. Không có luôn. Gọi vi phong đó ra vi phong có xài được không? Tại hôm nay ngày 9 nè. Cái này là gom được mai anh nhờ. Giờ anh ra vi phong thừa nè mà. Hầu được mai. Mới giờ anh ra vi phong thừa. Cái anh tiếp theo.
Ok, xong quạng năm ơi. Hạt này thì ăn từ 106 lên 108 rồi. Để Khải nộp cho vũ đỡ, không biết vũ đỡ đủ cái thiệp bang không nè. Thiệp bang này, cá nhân này các bạn. Làm cho vũ đỡ đủ 300 thiệp trên ngày. Không có viên tình bao luôn, 30 má nhỏ vậy. 70 rồi đúng không? 70 đồng nộp 230 nó nộp dùm rồi xong ao tiếp tục ăn thứ hai nha nè. Rồi, giờ Khải tiếp tục làm ảnh thứ hai nha. Anh em đang theo dõi đừng quên ở lại cho Lần Yên Vinh ảnh chủ đề này một like cho sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Ốp được 3 cấp anh em à. Ốp được 3 cấp. Rồi, anh vào tay. Đây mình ăn dùm cho anh em trong bang hỗ trợ vài ảnh cho vui nè em ơi.